chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin F0 ở Đà Nẵng tìm không ra, nghi ngờ đổ dồn về Trung Quốc. Cho tới thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa phát hiện được nguồn lây virus corona ở Đà Nẵng, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 7 vừa qua. Cho đến nửa cuối tháng 7, Việt Nam vẫn tự hào về thành tích chống dịch hiệu quả hiếm có, là hình mẫu trong khu vực và trên thế giới khi 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp nào tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh đường phố Hà Nội vắng lặng trong những ngày giãn cách xã hội hồi tháng 4 năm 2020. Trong khi các quốc gia khác còn lưỡng lự thì chính quyền Việt Nam đã hành động nhanh chóng và quyết đoán với việc đóng cửa biên giới với hầu hết khách du lịch, ngoại trừ công dân trở về từ khoảng tháng 3. Việt Nam cũng đã cách ly và xét nghiệm bất kỳ ai nhập cảnh tại các cơ sở của chính phủ, đồng thời tiến hành kiểm tra và truy vết người nghi nhiễm rộng rãi trên toàn quốc. Trong giai đoạn 1, bên cạnh cách ly, chính phủ Việt Nam còn thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lan truyền của dịch bệnh. Các chuyên gia ghi nhận Việt Nam cũng sở hữu một số yếu tố văn hóa, xã hội thuận lợi cho quản lý dịch bệnh cộng đồng. Đó là phần lớn người dân nắm bắt và lan truyền thông tin một cách nhanh nhạy và đặc biệt là nhạy bén với các thông tin liên quan đến sức khỏe. Nên khi có những khuyến cáo của ngành y tế, của nhà nước và nếu lại được nhắc nhở kịp thời thì người dân rất chú ý tuân thủ. Một lợi thế khác là người Việt Nam quen chịu những áp lực về mặt tinh thần nên họ giãn cách xã hội đã không gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, tâm thần, tinh thần cho người dân như ở nhiều nước phương Tây, nên việc giãn cách xã hội đã mang lại những hiệu quả đáng kể mà không để lại nhiều hậu quả về mặt tinh thần cho người dân. Có nhiều quan điểm còn cho rằng Việt Nam đã được thành công trong giai đoạn 1 là nhờ yếu tố may mắn. Đây là hình ảnh bản đồ khí hậu của Việt Nam. Thứ nhất là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam là một môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của dịch bệnh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng virus corona ưa những nơi có nhiệt độ không quá nóng hay không gian kín, nhất là những nơi điều hòa nhiệt độ bật cả ngày như công sở hoặc bệnh viện. Như vậy, virus thì không thể sống và lây lan mạnh mẽ trong môi trường nóng ẩm ở Việt Nam như hiện nay. Thứ hai là lối sống của người Việt Nam thì ăn đủ các loại thực phẩm tươi sống, đặc biệt là người Việt sử dụng rất nhiều gia vị cũng như rau xanh trong nấu ăn, nên cũng góp phần tăng ra khả năng đề kháng khác xa với người châu Âu ăn thực phẩm đông lạnh. Còn nhà quan sát Đỗ Ngà đã nhận định và lý giải trên trang Facebook cá nhân rằng đợt đầu thì chính quyền Cộng sản đã kiểm soát dịch bệnh thành công vì họ đã thực hiện cách ly và duy trì nguồn gốc gây bệnh rất quyết liệt. Có lúc cứ tưởng Việt Nam bị bung nhưng cuối cùng họ vẫn kiểm soát được. Ngoài nỗ lực của chính quyền thì trong đó còn có yếu tố may mắn nữa. Và phải nói yếu tố may mắn đóng vai trò quyết định. Vì sao như vậy? Vì như ta biết, năng lực của các ngành y tế và năng lực của chính quyền ở bất kỳ quốc gia nào dù có tiến bộ đến đâu thì cũng đều có giới hạn. Đã là năng lực thì luôn có giới hạn, trong khi đó khả năng lây bệnh của viêm phổi Vũ Hán thì có thể nói là vô hạn, nên bất kỳ quốc gia nào thành công trong việc chống dịch cũng đều có sự đóng góp, yếu tố may mắn. Và ông nói tiếp, vì khi sự lây nhiễm vượt quá khả năng của ngành y và sự nỗ lực của chính quyền thì xem như toàn. Nhưng sau 99 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì đến cuối tháng 7, Đà Nẵng, thành phố biển nổi tiếng ở miền Trung của đất nước, đã trở thành tâm chấn của một đợt bùng phát virus corona mới mà các nhà khoa học chưa tìm được câu hỏi và trả lời về nguồn gốc của nó. Đây là hình ảnh khu đa chức năng Bệnh viện Đà Nẵng, địa phương bùng phát làn sóng thứ hai tại Việt Nam từ cuối tháng 7. Việt Nam đang đương đầu với đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán với cường độ được coi là mạnh nhất từ trước đến nay ở cộng đồng và trong các tuyến đầu của ngành y là các bệnh viện ở nhiều tỉnh thành. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên khắp đất nước đang chạy đua để tìm hiểu chính xác virus corona đã xâm nhập trở lại như thế nào. Tại Hà Nội, giáo sư Roger Van, giám đốc khoa nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford cho biết nguồn gốc của đợt bùng phát mới này vẫn là một bí ẩn lớn. Nhóm của ông làm việc với chính phủ Việt Nam về các chương trình bệnh truyền nhiễm và họ tập trung vào một số công việc mà ông gọi là thám tử di truyền, tức là nghiên cứu chuỗi gen của các virus có thể giúp làm sáng tỏ quy trình lây lan, virus đến từ ai và từ đâu. Nhưng cho đến nay, không ai biết làm thế nào ca mắc mới đầu tiên ở Đà Nẵng, một người đàn ông 57 tuổi được gọi là bệnh nhân 416 đã tiếp xúc với virus corona. Một số suy đoán đã được đưa ra. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long. Truyền thông địa phương đưa tin gợi ý rằng đợt bùng phát mới nhất có thể do một dòng virus độc lực gây ra. Quan chức y tế hàng đầu của Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng COVID-19 gây đợt bùng phát trên
là chủng mới xâm nhập vào Việt Nam, có đột biến làm tăng khả năng cảm nhiễm, dẫn tới tỷ lệ gây nhiễm rất cao. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết rằng chỉ số lây nhiễm lần này rơi vào khoảng từ 5 đến 6, trong khi đó lần trước chỉ khoảng từ 1,8 đến 2,2, và rằng lần này lây nhiễm trước không xuất hiện nhiều ca ở cộng đồng. Một số khác thì chỉ ra những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam thời gian qua chính là nguồn gốc của làn sóng dịch bệnh thứ hai này. Và chính quyền Việt Nam đã liên tục phát hiện ra những đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép, trùng với thời điểm phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện sau hơn 3 tháng làm chủ được tình hình. Theo số liệu thống kê từ đầu năm 2020 cho đến nay, Công an Việt Nam đã bắt khoảng 16.000 người Trung Quốc đã nhập cư trái phép vào Việt Nam. Riêng trong tháng 7 đã có 2.400 người. Tuy nhiên, số người bị bắt được và được công khai trên truyền thông chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần không bắt được hay bắt được mà không thông tin cho người dân chắc chắn không phải là ít. Và cho đến thời điểm này, những công dân của nước láng giềng, nơi khởi phát của dịch bệnh ấy, vẫn đang gieo rắc dịch bệnh trên khắp lãnh thổ của Việt Nam từng ngày. Còn các nhà nghiên cứu cũng cho biết một khả năng có thể xảy ra hơn là virus đã không bị phát hiện trong những tháng không có ca mắc bệnh nào được báo cáo, có khả năng lan truyền không có triệu chứng trong cộng đồng, hoặc có thể đã xảy ra lỗi ở đâu đó trong quá trình cách ly với ai đó được cho về sớm. Và nguyên nhân cho sự trở lại của viêm phổi Vũ Hán một cách nhanh chóng và nguy hiểm như hiện nay một phần bắt nguồn từ sự chủ quan và tự mãn sau thành công của giai đoạn 1. Đây là hình ảnh đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau khi có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội của Thủ tướng. Ảnh chụp đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020. Trả lời đài BBC tại London, bác sĩ Phạm Hoàng Anh, người từng tu nghiệp ở London, Anh Quốc về dịch tễ học cho rằng Việt Nam chưa tự học được điều mà bà gọi là bài học quan trọng từ phòng chống, kiểm soát và làm chậm đại dịch của chính phủ nước này từ đợt 1. Khi mấy tháng qua đã để cho giãn cách xã hội cùng nhiều biện pháp phòng hộ cá nhân và cộng đồng khác có phần bị lơi lỏng. Bà nói, tôi nghĩ có lẽ bài học tạm lui của dịch lần 1 là việc chúng ta phải trả giá, tức là cũng chủ quan. Tôi nghĩ rằng người dân cũng nhiều người rất là chủ quan, theo quan sát của tôi, và có thể ngay cả ngành y tế cũng chủ quan. Trong thâm tâm có rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta đang an toàn, chúng ta vượt qua rồi và thậm chí ở đâu đấy có những giả định người Việt Nam có miễn nhiễm dịch chẳng hạn. Đấy là những giả định mà chưa có cơ sở khoa học nào đảm bảo cả. Mà trong khi chưa có cơ sở như thế nào thì chúng ta lại chủ quan, lơi lỏng những biện pháp cách ly, những biện pháp phòng hộ cá nhân thì rất là nguy hiểm. Còn Facebooker Nguyễn Lê Anh thì cho rằng do tự mãn nên ban lãnh đạo đã không tiến hành các bước đi như thống kê và đưa ra kết luận về khả năng miễn dịch của người Việt Nam, đưa ra lộ trình nghiên cứu đặc tính của virus corona, đưa ra các kịch bản lây nhiễm mới và đánh giá tổn thất của từng kịch bản. Và đợt tái bùng phát viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm theo dõi của quốc tế và khu vực, đặc biệt với các thông tin đã được thông báo mới đây về các ca nhiễm tăng thêm trong cộng đồng, trong đó có các ca tử vong và nhiều ca có nguy cơ tiến biến bệnh nặng và cũng dẫn đến tử vong. Đây là hình ảnh người trở về từ Đà Nẵng được xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán tại Hà Nội. Trang mạng Asia Times vào hôm 30 tháng 7 năm 2020 có bài báo gây chú ý với tựa đề Việt Nam nạn nhân của chính mình trong thành công chống viêm phổi Vũ Hán. Tác giả David Hood, một cây bút chuyên theo dõi sát thời sự Việt Nam, Đông Nam Á và khu vực, đưa ra lời nhận xét rằng Việt Nam là một mô hình mẫu ngăn chặn virus corona, nhưng một làn sóng thứ hai bất ngờ cho thấy giới chức đã buông lỏng sự cảnh giác của họ quá sớm. Nhà báo tự do Song Chi, cựu đạo diễn truyền hình, hiện sống tại Leeds, Anh Quốc thì bình luận như sau. Tôi cho là khác biệt giữa đợt 1 xuất hiện viêm phổi Vũ Hán và đợt tái bùng phát. Đợt 2 này mọi người sẽ có phần lo lắng hơn vì đợt trước Việt Nam không có ai tử vong. Nay thì đã có 10 người tính tới ngày 6 tháng 8. Đồng thời, con số người bị nhiễm tăng khá nhanh chỉ trong một thời gian ngắn và một số bác sĩ, chuyên gia cũng dự báo sẽ có thêm nhiều người tử vong nữa do tuổi cao, có sẵn trạng thái, bệnh lý nền. Và một số quan chức Việt Nam cũng thẳng thắn cho rằng kỳ này dập dịch sẽ khó hơn vì trước đây chủ yếu là từ người bên ngoài và còn bây giờ do cả người bên ngoài lẫn người trong nước, lịch trình đi lại phức tạp, khó truy dấu vết hơn nhiều. Và lần này thì Việt Nam lại không muốn đóng cửa hoàn toàn như lần trước nữa vì bài toán kinh tế. Cũng khá đáng tiếc là lần trước Việt Nam đã kiểm soát dịch, chống dịch khá tốt so với một số quốc gia khác, nhưng lại để cho bùng phát trở lại. Có lẽ một phần do chủ quan mở cửa hoàn toàn trở lại quá sớm mà không tuân thủ toàn bộ các biện pháp phòng ngừa cẩn thận,
không phải chỉ trong người dân mà còn trong mọi cửa hàng, dịch vụ, quán xá hay nhà hàng. Ví dụ như ở Anh, ý thức về sức khỏe và an toàn trong mọi môi trường lao động, ngành nghề, công sở đã được tạo thành nếp, thành thói quen và thành luật lệ rõ ràng, cẩn thận, nên khi phải tuân thủ để phòng ngừa dịch thì họ cứ thế mà tiến hành. Còn Việt Nam thì chuyện đó còn khá là thờ ơ và chưa có luật để phạt. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020 với bản tin F0 ở Đà Nẵng tìm không ra, nghi ngờ đổ dồn về Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.